cảm ơn tới bác Phạm Thúy Lan nhá. Dạ. Nhá. Bác ấy gửi quà cho mình thì mà vừa có bánh này xong là vừa có thực phẩm này nhá. Dạ. Đấy. Bà Phạm Thúy Lan. Bà Lan, đấy. Con cảm ơn bà Lan, con chúc bà và gia đình có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống bà nhé. Thật lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị, chào mừng trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu được nhận được một cái phần quà là của chị Phạm Thúy Lan, chị ở bên Hồng Kông. Chị có nhờ là chị Trần Đố Giáng My là gửi tiền cho cháu Lực là 1.500.000. Và trong đó thì chị có bảo cho cháu Lực rằng là mua 4 phần quà. Ở đây thì có những hoàn cảnh là khi là các bác đã gửi quà thì cháu Lực sẽ không có chia cho hoàn cảnh đó nữa, và sẽ nhường đấy cho những cái hoàn cảnh khác cô bác ạ. Và ở đây thì hôm nay cháu Lực xuống thì ở dưới này thì có là ông Bại Liệt này, ông cụ một mình này và hai anh em Hưng Thuận nữa, nên là cháu Lực sẽ đi xuống và một chuyến luôn. Còn ở đây thì gồm là 6 cái gói quà, là mỗi hộ sẽ được là 2 gói quà cô bác nhé. Và những cái gói quà đó thì sẽ gồm có là những cái gì thì bây giờ cháu Lực xin được phép là công khai lên luôn cô bác. Cháu Lực mua là ở đây thì là mua 4 phần quà của bác nhé. Một phần quà thì cháu Lực để ở nhà của cháu Lực rồi. Phần quà đó thì là gửi cho em Mạnh là hai ông cháu của bác. Thì khi mà cháu Lực đi xuống thì cháu Lực sẽ cầm cái phần quà đấy đi luôn. Đây, và ở đây thì cháu Lực xin nói là tổng cái 4 phần quà luôn của bác nhé. Là 4 cuộn giấy vệ sinh, 4 bịch giấy vệ sinh là 60.000, là 240.000. Và 4 thùng Cocomi là 85, là 346.000. Xà phòng tắm thì cháu Lực mua là mỗi hộ là 2 bánh xà phòng tắm là 8 bánh xà phòng tắm là nhân với 15 là 120.000. Mua 4 chai dầu ăn là 70.000, là 280.000. Mua 4 gói đường là 25.000, là 100.000. Mua 4 cái gói mứt Tết là 25.000 và tổng là 100.000. Mua 4 chai dầu ăn là 100.000 và mua gói mì chính là 4 gói mì chính là 220.000. Tổng mà cháu Lực đi mua là hết là 1.600.000. Đấy, nhưng mà trong đó thì khi mà cháu Lực nói là bây giờ thì chắc phải cắt giảm thêm đồ gì thì làm sao em cho số tiền là 1.500.000. Đấy thì chị xong thì bên quán thì người ta bảo là thế thôi thì bây giờ bớt cho cháu Lực là 100.000. Đấy, bảo thế bớt cho cháu Lực 100.000, cho nên là cháu Lực chỉ có chuyển là 100.000 thôi các bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng theo dõi hết video. Đây, đây ông này, cháu Lực đang gặp ông này, thì ông này bị một chút hình như là tâm thần thì sao không các bác ạ? Giác vào chiều rồi ạ? Được. Hả? Được. Giác vào chiều rồi mà? Được. Từng khơi mà đấy. Giác khỏi nông gì mà? Ừ. Thế ra ma này bà nào? Con này, nó đẹp luôn. Con này nào đẹp á? Ừ. Là vào đây tắm nắng của bác ạ. Ông này thì là bị tâm thần từ nhỏ rồi. Đây vừa rồi thì đáng nghe, cháu Lực cũng không có cầm theo gói quà nào. Trong túi thì không biết là cầm còn bao nhiêu tiền mặt đâu các bác. Còn có 20.000 thôi. Đây thì biếu ông là 20.000 để mà ông đi mua. Có thể là đi mua gì đấy ăn. Để đi mua ăn phở ấy á. Ừ. Biết nói từ xin không? Ừ. Hả? Xin hả? Xin à? Ừ. Ờ, thế thì bây giờ đi về nhà đi nhá. Ừ. Đấy. Nhà là ở tận đâu? Hả? Dân ở đây ra. Chân ở tứ. Dân ở tiên bần đấy á. Ừ. À. Dù tên là bác khám này. À. Kháng yêu yên à? Ờ. Nhà ông này thì cũng khá là hoàn cảnh của bác ạ. Hình như là có ba anh em nhưng mà ai cũng là bị tâm thần. Bố mẹ thì đã mất hết rồi. Đấy, đi thì cứ lang thang vật vờ này thôi. Ông này thì cháu Lực cũng gặp ở chợ khá là nhiều lần rồi và người ta cũng kể cho Lực rồi các bác ạ. Toàn đi xin thôi các bác, lên chợ kia thì toàn đi xin đồ là nhiều thôi. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ phải dừng ghi hình đã để bạn cameraman cùng cháu Lực vận chuyển cầm những cái gói đồ, gói quà đi xuống từng hoàn cảnh một. Ở đây thì nhà ông Bại Liệt thì là ở đây, còn nhà ông một mình thì là ở đây, nhà em Hưng Thuận thì là ở dưới kia cô bác ạ. Cho nên là mỗi lần mà cháu Lực xuống thì là cháu Lực sẽ đi đến ba cái hoàn cảnh đó hết luôn. Đấy, và lời mà cuối cùng thì cho cháu Lực xin gửi một lời chúc tới chị Phạm Thúy Lan ở bên Hồng Kông,
chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Năm mới thì chúc sang năm mới thì chúc chị gặp thật nhiều may mắn và thật làm được thật nhiều điều ý nghĩa chị nhá. Và xin cảm ơn chị đã ủng hộ những cái phần quà để cho Lực đi trao tới những hoàn cảnh đó. Và cũng xin gửi một lời chúc tốt đẹp, an khang, thịnh vượng tới cho tất cả các bác, anh chị đang theo dõi trên kênh bạn em. Một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe bên gia đình các bác nhé. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ phải ghi hình đó các bác, phải dừng ghi hình đó các bác ạ. Đấy, bây giờ thì tay sách cách mang là cầm quà rồi cho những hoàn cảnh vừa rồi thì cháu Lực điện cho em Hưng ấy, bảo là lên đây hộ cháu Lực một chút nhưng mà em Hưng không có nghe máy. Đi xuống thì không biết là anh em Dương Thuận là có ở nhà không ba. Sợ rằng là các em là đi lấy củi hay là đi ra làm gì rồi. Đi ra nhà ông A một mình xem là ông có ở nhà không. Dạ Dung ơi. Dạ Dung như mê. Dạ Dung như ra. Ồ. Ông thì đang ở kia luôn các bác. Có lẽ là bây giờ sẽ phải đi ạ. Và ông một mình trước. Đứng lại nhé ơi. Quay chỉnh hết rồi. Quay phải mãi. Đẹp đấy, xin thấy đẹp đó. Là nắng ấm của bác ạ, là lên đây để mà phơi nắng. Đấy xe bắt lên. Lên. Đây thì sẽ lên nhà tôi thấy nói xấu ông mà bài báo đấy, tôi xin bài báo. Lần rồi. Tại nhà đấy ông à? Ăn xin ra xem. Ông thì hỏi cháu Lực là ăn cơm chưa? Và nếu mà chưa ăn thì là nấu cơm cho cháu Lực ăn đấy các bác. Cháu Lực cũng đã bảo là ăn gì cơ. Ôi đi chơi đi. Cái gì này quá thế? Đi đâu? À, con. Ra đây à? Thầy sẽ không thấy. Cái này nè. Mi, tôi lấy trứng khoáng này một mi rồi. Ta. Ồ, đen trúng như mày. Ừ. À. À. Mừng thọ. Một bữa ông chén đúng không? Đấy, ăn xanh cái chơi. À. Thế là ông là được một bộ ông chén của bác là được tặng. Được mừng thọ của bác ạ. Đây thì ông thì cũng được là năm nay là 70 tuổi rồi. Đây được 70 tuổi rồi các bác này. Thôn là năm mà. Này, kéo đưa vào dê. Đưa vào. Không, bị xa này. Trường bàn hát rồi đấy. Ờ. Được, hôm nay ông được 70 tuổi của bác, đến năm nay ấy. Bây giờ thì bùa vào dê. Đây, hôm nay thì cháu lại mua quà sống cho ông. Ông thì có vẻ như là những cái bài thuốc lào này của bác này là không thể cai được rồi. Tại vì là
hút thì chắc là hút từ thời mà thanh niên đến bây giờ đấy các bác. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cháu Lực cũng có lại mua thêm một cái phần quà. Phần quà này là phần quà của chị Phạm Thúy Lan, chị ở bên Hồng Kông các bác ạ. Bây giờ cháu Lực sẽ nói lại tiếng Nùng với lại ông để mà làm sao mà cháu hiểu là ai sẽ tặng quà cho ông. Này lên chào đồ mấy giáo của Hồng Kông nữa chứ không là Phạm Thúy Lan đi gửi mời về phần quà chỉnh chỉnh đó. Đấy, cháu Lực cũng bảo là chị Phạm Thúy Lan là gửi phần quà để mà ông ăn Tết. Đây này thì sẽ gồm là những một bịch giấy này. Bịch giấy này thì là ông để giấy vệ sinh hay là khi mà ăn cơm xong rồi lau chân, lau tay với lại miệng ông nhá. Lau chụp bạc lông mũi không? Còn gói này liệu ở bán tốt nửa tháng rồi không? Tốt nửa tháng rồi không? Gói này thì sẽ để lên trên bàn thờ của ông nhá. Làm sao mà trên bàn thờ có một chút bánh kẹo thờ cúng tổ tiên trong ngày Tết đến xuân về. Thế và mua trong thêm là hộp mì tôm nữa để mà ông mì tôm này thì sẽ để mà ông ăn sáng hay là có thi là để mà ông làm cái gì đó cô bác thì chứ không phải để ăn thôi. Đây mì tôm vào đây đó. Tốt này vào đây đó. Tàng này gói mì chính vào đây đó. Gói mì chính là gói to luôn cô bác là 55.000. Mua trong thêm một chai dầu rửa bát nữa. Này là xà phòng tắm rồi đấy không? Cái này thì là xà phòng mà mình để tắm đấy cô bác. Cái này thì cháu Lực cũng đã mua cho ông rất là nhiều lần rồi và ông nói là khi mà dùng cái này thì rất là thích thì là cháu Lực sẽ mua cho ông luôn. Ở đây thì mua những cái đồ nào mà bà con mà sử dụng nhiều nhất hay là những hoàn cảnh sử dụng nào nhiều nhất thì cháu Lực sẽ mua. Và đây là mua cho ông thêm là một gói đường. Đấy. Này thử pha vào đây không? Chính là 300 thì còn đẹp rồi đấy. Đấy. Đến mùa Tết thì chắc là có bánh chưng các bác thì chấm những cái đường, gói đường là sẽ ngon hơn. Và mua trong kia một chai dầu ăn nữa. Đấy. Đấy. Đây là tất cả những cái phần quà mà chị Phạm Thúy Lan là gửi tới cho ông cụ mà một mình các bác nhá. Kèm theo thì ở trên bàn thờ thì có hai cái gói kẹo nữa. Thì tổng hết là hôm nay cháu Lực mua hết là 300 là 75.000 các bác ạ. Mỗi một phần quà là 375.000 các bác ạ. Đấy, ngồi với ông mà nói chuyện một lúc thì cháu Lực sẽ lại đi thêm trao những phần quà tới cho em Hưng này với lại ông cụ bạn Liệt nữa. Dê Hà Khảo Nông cảm ơn Pong Cắm hả? Đấy. Dê cảm ơn đấy hả? Đấy, cảm ơn đấy. Dê Hà đây, dê ngảm với tận. Cảm ơn Pong Lục Pong Lán đấy. Cảm ơn Pong Lục Pong Lán. Ủa, cô lấy cái thằng nhà má hông? Mời về chính chính. Bài viên phong lục quân lãn. Bài viên phong lục quân lãn. Chúc phong lục quân lãn sức khỏe, năm mới sức khỏe. Chúc phong lục quân lãn năm mừng sức khỏe, miệng khỏe nhá. Đấy, ông thì chỉ biết nói một chút thôi các bác ạ. Có những câu thì cháu Lực còn phải chỉ dạy thì là ông mới nói được các bác ạ. Những cái phần quà này thì dầu ăn này, mì chính này. Còn những cái đồ này chắc là cũng có thể là quà đến ông đến Tết rồi. Và mấy hôm nữa đến chợ phiên ấy, thì là chị Giáng My có gửi thêm là một phần quà đấy cho ông. Thì hôm đấy cháu Lực sẽ cùng ông là đi mua thêm đồ cho ông cô bác ạ. Đấy, ông là Đinh Bảo. Ăn thống này tao có bao số rồi đấy không? Để tao đi chụp. Đấy, chụp ấy. Đấy, thống gọi túi này vào. Ông bảo là cái túi này thì khác. Khá là đẹp, khá là ưng của bác ạ. Cô bác phải tạo phí những cái ý này. Dè á? Dè phương tâm phí nữa là? Sao bổ xưa này chạy văn lưu phải đi hướng ngang trên thứ à? Đi hướng ngang trên là thứ hợp ạ? Thế phương à? Thế phương phải có mạng bài chứ à? Phương dè có mạng bài đây kìa có. Nữ đây bổ xưa à? Vẫn phương phải học hư là còn thứ hợp không? Ông bảo là ngày mai có ông có đi xuống ấy để chợ mua thịt về ăn Tết đấy các bác. Cháu Lực bảo là cái tiền đấy thì ông để dành đi thì chị Giáng My cũng có ngỏ lời nói rằng là mua cho ông là sắm sửa Tết cho ông thì về chợ phiên cháu Lực sẽ đưa ông là đi chợ luôn các bác ạ.
cái hệ thống này tốt của lòng tôi thấy ta chứ cái nào vẫn lư mẹ trẻ tôi được nào rồi lúc nào thì làm được nữa đúng chứ mày đúng rồi lúc nào thì làm được thì sao này chứ nào ờ có hết tổ chức đấy ờ giờ nó rẻ hơn à rẻ hơn à cái đấy chẳng nói rẻ tận bên nữa đấy bên nữa ấy tiệm nữa mới bán bia mà rồi nữa rồi nữa sơn làm nữa rồi tôi làm chạm y tế ờ giờ có tôi phải làm chạm y tế rồi mới tụng ăn ban bong bia à đó để bên dưới đàn rồi nữa cái ông thì không có điện thoại của bác ạ thì có thể là dặn ông bảo là đi một nửa đường hoặc là cháu được sẽ đi xuống là đón ông luôn tại vì là sợ rằng mà đi lên đến chợ thì là sẽ không gặp ông chợ thì khá là đông người ấy. Vào chợ mua vào cái chợ phiên cuối năm này thì chắc hẳn là rất là đông đúc rồi cô bác ạ thế phải thắng cũng có đâu phải năng thì chút còn nữa có thể mà tí còn á mua lên làm vùng ăn dê chỉ chưa thằng nữa ạ dê cứ phải xe ngăn tỉ lán chú ấy phải xe lán luôn luôn ạ chúng ta lắng chúng ta lắng đi chạm mà ạ đấy bên chú ngay ăn chạm ăn chạm cầu mà nói với ông một chút chuyện về cái ngày Tết sắp tới nữa và hẹn ông là nếu mà đi lên trên thì ông sẽ gặp Trấn Lực ở đâu đúng không bác và Trấn Lực cũng xin thay mặt là ông gửi một lời cảm ơn tới là chị Phạm Thúy Lan cảm ơn chị rất là nhiều đã gửi những phần quà cho tới những hoàn cảnh mà thật sự là phải nói là rất là ý nghĩa của bác khi mà những hoàn cảnh nào mà nhận được những cái phần quà thế còn bây giờ thì cháu được xé ngồi nói chuyện với ông thêm một chút nữa thì cháu được xé lại di chuyển đi xuống nhà của em Hưng Thuận trước á rồi thì sang nhà ông và bạn Điệt sau của bác nhé và các bác theo dõi video thì cho cháu được xin một nút like và một lượt chia sẻ cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa các bác nhé thế còn một tí nữa thì cháu được đi thăm hoàn cảnh thì xin mời các bác là cùng cháu được đi tiếp những hoàn cảnh nào mà cháu được đi trao phần quà mà chị Phạm Thúy Lan gửi cô bác nhé. Trên vùng cao thì con bò nó sâu được cũng đẹp lắm vừa đi sắt gạo về xe của bác ạ. Không đi từ đâu sắt gạo về đấy. Em lên trên này ạ. Thích chưa? Vâng. Thế là sắp của nhà mình ký chưa? Vâng. Thế là sắp một bao này là phải ăn qua đủ ăn Tết rồi nhỉ? Bao này là chắc là hết Tết rồi, hết Tết thì hết được. Hết Tết là mới hết được đúng không? 60 mấy cân, 60 cân. Ôi vừa thấy Thuận đi cùng mà đúng không? Không phải đâu. Không phải á? Giờ phải nhà nữa. Mong một cơm. Thường thì phải nói là cũng rất là khỏe của bác ạ. Một mình em ấy gọi là... 61 cân đây nhỉ? 61 cân? Vâng ạ, 61 cân. Phần hơn cân của em chưa? Chưa. Chưa à? Thì nói là trải qua bao nhiêu câu chuyện thì em làm cái còi vậy 67 cân đấy mặc đồ hết tôi nhìn trong thấp thấp nhưng mà trọng lượng cũng khá là cao không hiểu em chứ chó nhà Hưng à không phải đâu nó mới ở đấy. Ừ. Ở đây đâu. Cái ruộng này là của nhà em cày rồi à?
Đây trên nhà của em Hưng thì cái cầu thang thì cũng khá là nhỏ đâu, có ba cái cầu thang đấy. Thang bé tí. Ủa thang không? Một cầu thang như này mà em Hưng vác một đám thóc, một bao gạo 60 cân lên nữa. Củi ghi là chuẩn bị cho hết Tết à? Vâng. Thuận thì đang giặt quần áo đấy nhỉ? Vâng. Thuận thì cũng khá là giỏi, có bác là ở nhà thì giúp anh trai giặt giặt quần áo. Để em làm nóng nước. Giúp anh làm mọi cái. Cái này là cái gì đấy hả Hưng? Sắn này ạ. Sắn là cái này dùng để làm gì? Để làm bánh. Làm bánh á? À, dùng để làm bánh sắn đúng không? Mà cái này nó bị móc đấy. À, nó bị móc có nghĩa là mình không dùng được nó rồi đúng không? Phải làm. Tôi được nhìn thấy là em Hưng là vẫn còn một cái trò chơi dân gian của bác ạ. Vẫn còn một cái trò chơi dân gian bây giờ thì sẽ bật mí cho các bác xem là Hưng là chơi trò gì quá nhá. Đang là chuẩn bị đúng không? Ồ đây, vót những cái cành cây mà cành cây này đất rất là già rồi. Đấy. Còn cộng thêm là một cái củ. Đất nặng đâu. Rất là to, củ này chắc là rơi độ tầm... tầm độ 3 đến 4 lạng ấy nhở? Đúng rồi, phải chơi như vậy thì mới ăn anh ạ. Lúc mà chúng thì nó kêu to chứ. Thế là chuẩn bị là đến mùa Tết này của bác này, ở vùng cao thì hầu như là đến cái mùa Tết thì không thể thiếu được những cái trò chơi dân gian như này này. Thuận ơi. Thuận à. Mày này Pietro à? Nè. Đây bác này ạ. Ủa này. Đang có lỗ đang ngay thì Thuận là mặc diện là váy đỏ đấy nhờ. Đây là hai anh em là dán bánh gì ăn này? À, bánh chưng à? Thế là ăn đi, đói à? Em lấy cho anh ăn cơm xong rồi. Thôi ăn đi, anh vừa mới ăn cơm xong rồi. Đi. Anh vừa mới ăn này, nhà ông Dùng đi rồi. Ăn gì nè? Vừa mới làm ông vừa mới ông Dùng làm mấy khoai bánh chưng rồi. Đây đây cũng là bánh chưng rồi. Ăn đi, anh vừa mới ăn xong rồi. Thuận ăn đi. Thuận ăn không? Hả? Đó đây chú xem nào. Thuận ăn nào. Thuận thì có vẻ như dạo này gầy sao ấy. Xuống cân à? Dạo này xuống cân à? Ăn bánh. Không ăn bánh á? Chắc nó chào các bà đi. Chào các bà. Rồi. Quên mất. Hưng thì vừa mới đi sắp gạo về của bà có vẻ có thể là khá là đói rồi. Để em ăn đi. Ăn xong rồi ra đây anh trao cái phần quà về cho. Ui, cái bảng điện làm như này thì có sợ nguy hiểm không? Thuận thì được nghỉ ăn Tết chưa? Được nghỉ ăn Tết rồi à? Thế nghỉ ăn Tết hôm nào mới lại đi học? 18 lại đi học. Ngày 18 thì hôm nay, ui thế thì nghỉ tầm độ tầm 2 tuần đấy. Gần 1 tháng. 3 tuần, gần 3 tuần. Chắc là gần 3 tuần. Hôm nay thì ở nhà thì hộ anh làm gì? Giặt quần áo. Hộ anh là giặt quần áo? Dạ. À. Cái này là dây gì đây hả Phận? Ai cho? À, ai cho cái dây này? Ngày trước bị còi xương quá. À. Thế là đi nhận bốn nuôi. À. Thế là xin cho cái dây. À, thế là cái dây này là như kiểu là mình có một cái điểm tâm linh là đấy ở đây đúng không? Đúng rồi. Đấy. Chứ là bị bé quá thì đúng không? Nhưng bé quá thì phải ăn nhá. Nhưng mà bé quá mà không ăn thì mà đi xin cái sợi dây này về đeo thì nó không có béo ở đâu ấy. Bạn kia là một đứa bé mà cũng phải nói là rất là ngoan ngoãn các bác ạ. Khi mà anh Hưng là đi ra ngoài làm những công việc gì thì Thuận ở nhà là phụ giúp anh là giặt quần áo này, nấu cơm này. Nếu ngay trời ấm ấm lên một chút thì đỡ vất vả rồi kìa. Đỡ khổ hơn thì không mà trời nắng thì ở trong cái ngôi nhà như vậy thì phải nói là thực sự là các bác ạ, khi mà gió lùa vào kèm theo không khí lạnh thì rất là lạnh luôn. Như ở trên nhà của hai anh em thì ở trên này cũng đã bị hầu như là các bạn nhìn thấy là có rất là nhiều lỗ đi xuống khá là nhiều.
Ôi, gói bình chính này thì cũng sắp hết rồi nhờ. Vâng. Tuần nữa tôi là hết rồi. Nào, Thuận ơi, ra đây anh Bảo. Không ơi, ra đây anh Bảo này. Vâng. Đây. Hôm qua làm cả buổi. Hôm qua làm cả buổi. Nhưng mà ở đây là đến Tết là mình phải đi gọi là đi chơi một chút hay là đi lâu không? Có đi cả ngày luôn ấy, chơi cả ngày. Cả ngày à? Thế Tết này là hầu như là chơi có thưởng mà. Có thưởng à? À là thế là như kiểu biên xã tổ chức hay là cho như nào không? Có mỗi mình tự tổ chức đây ạ. Không à? Anh em có nhau tổ chức đây, đánh vui. À. Hôm nay thì anh đi xuống thì có chị là Phạm Thúy Lan. Chị ở bên Hồng Kông thì có gửi cho là anh là nó muốn cái phần quà. Đấy, một phần quà là cho em và một phần quà là cho ông cụ bà Điệp, một phần quà là cho ông cụ mà dùng, một phần quà là cho là em Mạnh hai ông cháu ấy. Đấy, thì hôm nay thì anh xuống thì tiện thể là trao luôn cho phần quà là cho ba hộ luôn. Đấy là em này, ông dùng này và ông cụ bà Điệp này. Đấy, vừa rồi thì anh đi nhà ông cụ bà Điệp rồi. Đấy. Rất là may là khi mà chúng được ra khỏi nhà ấy thì là gặp em Hưng là đi đi sát gạo về luôn các bác ạ. À. Ở đây thì anh hầu như là những phần quà thì anh đều là mua giống nhau hết cả. Ở đây thì để cho lấy thì cho hai anh em cũng như là vệ sinh hay là để cho hai anh em nó tay nó chân nhất khi mà ăn cơm xong. Để cộng thêm là hai cái hộp bánh này. Đấy là tiếp thì phải có một chút bánh để mà để trên bàn thờ đúng không? Mà đầu tiên đấy. Còn thêm là một phần mì tôm nhé, để hai anh em ăn sáng để ăn nhé. Vâng. Rồi anh nhìn thấy là gói bánh chính cũng sắp hết rồi. Đấy, mua thêm cho em một thêm gói bánh chính nữa. Và một gói đường để cho hai anh em mấy đến dịp Tết thì có đường mà chấm bánh chưng đấy, nên là chai vào ăn nữa. Và thêm là hai cái bánh xà phòng để cho hai anh em tắm. Hai anh em thì mỗi người là dùng một cái. Đấy. Vậy ở đây thì mặc dù là những cái phần quà nào, những cái phần quà đấy các bác, cháu Lực đều là chọn là từng gói một rồi. Cho nên là đi khi mà đi, cháu Lực biết rồi, khi mà đi xuống thì cháu Lực cũng phải mở ra thêm một lần nữa. Và ở đây thì cái phần quà này là anh mua là hết là 375.000. Vâng. Đấy, là anh mua là 4 phần quà, là tương đương là 1.500.000. Vâng. Người ta bớt cho là 100.000. Vâng. Hai em thì ăn bánh chưng thì còn ăn cơm nó không một tí á. Hả Thuận? Không. Không à? Thuận thì có vẻ như là tóc lại dài hơn, đâu hết cháy rồi Thuận? Hết rồi. Hết rồi à? Ừ. Đấy, Thuận thì trước là do không may là cô bác này đi bị ngã đi học hay là đi đâu nhỉ? Đi lấy cỏ đây quanh nhà. Lấy cỏ. Thế là bây giờ là cái vết này là gọi là không khả năng là vẫn hết. Khả năng là vẫn hết à? Má này vẫn hết. Thấy là dần thấy là dần dần rồi nhỉ? Trước là trước khi mà cháu được đi xuống thì còn đậm hơn. Có tâm ở bên Mỹ về cho cái lọ bôi mờ sẹo ấy. À, bôi rồi. Thế là hết hết rồi à? Vâng. À, thế là bác Tâm là bác ở bên Mỹ là có gửi cho thuốc mờ sẹo đúng không? Được. Cái này thì gửi từ bên Mỹ sang ấy nhỉ? Vâng. À. Đấy, hôm nay thì cháu được trước tiên thì trả phần quà sau rồi thì cháu được cũng xin gửi một lời cảm ơn tới chị Phạm Thúy Lan ở bên Hồng Kông. Cảm ơn chị đã gửi những phần quà để cho tới những hoàn cảnh mà coi như là quà và là quà Tết đấy cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì Thuận gửi một lời cảm ơn tới bác Phạm Thúy Lan nhá. Dạ. Bác ấy gửi quà cho mình thì mà vừa có bánh này xong rồi vừa có thực phẩm này nhá. Dạ. Đấy. Bà Phạm Thúy Lan, bà Lan đấy. Con cảm ơn bà Lan, con chúc bà và gia đình có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống bà nhé. Thuận thì có vẻ như là nói rất là lưu loát, các bác nói rất là nhanh. Ấy à, đây đây đẹp hết nhỉ, ngôi sao đấy nhỉ. Kẹp tóc. Anh thì cũng gửi một lời cảm ơn tới vâng ạ. Chị con Phạm Thúy Lan nhé. Con xin gửi lời cảm ơn đến cô Lan ạ. Con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ, gặp thật nhiều may mắn trong năm mới ạ cô. Ở đây thì hai anh em với cô bác. Em Hưng thì hôm nọ là em đi đâu Hưng nhỉ? Nói em có đi xuống huyện để đòi tiền công trước em làm ấy, nhưng mà không được. Nhưng mà không được à? Được. Thế người ta không cho à? Không, cũng không hẳn là không cho mà là cô cứ bảo là chú không ở nhà ấy.
Cháu chắc là lần đi đâu em đi mấy lần thì không thấy. Thế là đi mấy lần là như kiểu là người ta lại không muốn cho rồi. Đúng rồi, không dám, chắc không muốn ra. Đây thì từ đây ra huyện thì phải nói là đi một quãng đường rất là xa quá. Như Hương thì hôm nọ đi thì có bắt được xe không? Có. Bắt được xe đi à? Vâng, có xe, bắt xe đi xong là chiều tối em. Nếu là về sớm mà cô cứ bảo đợi chú thì không đợi được. À, là em cứ ở đấy đợi à? Rồi, sáng hôm sau thôi em mới bắt xe về. Ồ, thế là hôm đấy là Thuận ở nhà một mình thì có sợ không? Có à? Thế khi mà đi thì anh Hưng thì có bảo là đi đâu không? Hôm đấy hay là đi học rồi? Em đi học. Em đi học à? Tức là đi học là không có biết đâu cô bác. Vậy bây giờ thì đã gọi là đến Tết rồi cho nên là trước Hưng cũng có đi làm công cho người ta. Đi mấy lần rồi nhưng mà chưa gặp là chưa thấy người ta giảm. Đây thì thứ nhất là người ta không thấy là các em sức khỏe thì có này, và thứ hai thấy các em là như kiểu là hiền đấy các bác, không có dám nói gì ấy. Thành ra là có thể là mới dẫn đến là cái câu chuyện là như vậy cả. Có thể là hôm đấy là bây giờ, nhưng mà bây giờ có đi thêm lần nào không bây giờ ấy? Không, trong việc không đi đâu, bởi vì đi đò mấy lần này cũng chả được đấy. Đi mất công thì lúc nào mà đi số huyện ấy thì là mình tạt qua thôi. Có số điện thoại của chú thì có thể là điện cho chú. Không có. Không có luôn à? Đấy, xin điện số điện thoại thì điện xem là chú là như nào, có giả không để mình còn tính đến phương án khác. Nhưng mà em được đấy, em có làm lâu không? Có được 26-27 ngày. 27 ngày. 27 ngày thì gần 1 tháng rồi đấy. Nhưng mà 1 tháng rồi, 1 tháng thì chắc là độ tầm 4-5 triệu mà nhỉ. Ngày trước giả chú phải giả được 200 một ngày. 200 một ngày thì 26 thì gần là 6 triệu rồi các bác ạ. 5 triệu mấy rồi. 26 công. Đi làm mà quần quật mà mình đi làm cho người ta đến lúc mà mình đi đòi tiền ấy thì còn đòi khó. Tại vì các em là các em hiền quá các bác ạ, thành ra là bị người ta bắt nạt rất là nhiều. Đấy, vừa rồi thì những phần quà của chị Lan thì lúc mình đã trao quà xong rồi. Thế bây giờ thì như dê của nhà em thì còn bao nhiêu con bây giờ? Còn 3 con anh ạ. Còn 3 con thôi à? Vâng. Trước thì mua 5 con nhỉ? Vâng. Bị chết 2 con. Bị chết 2 con rồi. À, có 1 con thì anh với Khương là đi chôn này đúng không? Vâng. Còn 1 con là Khương tự lên hôm sau. À. Con yếu yếu. À, con là yếu hơn đúng không? Vâng. Thế nhưng mà có tìm ra được nguyên nhân của nó là cái gì không? Không, cũng không tìm. Chắc là nó bị ăn phải cái gì hoặc là bị bệnh gì em chả biết. Vì thế đấy em không hiểu lắm. Nhưng mà nếu mà bị bệnh gì ấy thì là mình cũng có mua thuốc lên rồi. Vâng. Mua thuốc lên chắc là nó cũng phải là đỡ chứ. Hai con mà ở chuồng bên này là bị hết rồi đúng không? Vâng, bị hết rồi, khỏi là một con khỏi, còn một con chết. À, thế là con chuồng bên cạnh thì mới bị à? Vâng, chuồng bên cạnh mới bị thì chưa khỏi thôi. À. Bôi cái thuốc tím nhiều lại tiêm insulin khỏi. À. Tiêm sát khuẩn. À. Khỏi. Thế là nghỉ Tết thì ở nhà là tối là vẫn chịu khó để học bài nhá. Yeah. Không là mấy đứa đi là quên đấy. Yeah. Yeah. Là quên chữ đấy. Mấy đứa đi học không biết chữ gì. Mấy đứa đi học là ôi Thuận là chỗ này là bị sao đấy. Ngày trước kiểu con bé à, đi tiêm đúng không? Không phải, ở nhà ấy, mẹ thì đun nước củi anh. À. Thế là đun nước củi xong là bị ít than ấy, nó tự nhiên nó nổ, nó bắn. Ồ, thế là... Nàng đây còn một vết nữa. Đây còn một vết nữa. Trong bụng hoàng đấy, chú xem nào. Đây xem nào. Đây. Ôi ôi, đây là rất là sâu này, như kiểu là dao đâm phải anh nhờ. Thuận thì phải nói là một em bé mà trải qua rất là nhiều vết thương. Không hiểu kiểu gì mà dính vào đây mà lại tạt vào đây được nhỉ? Chắc là bị hai cái rồi nhỉ? Hai cái nó nổ vào à? Không, một cái thôi. Thế là cái vết này lúc mà bị thì được mấy tuổi Thuận có nhớ không? Được vài tháng thôi. Được vài tháng thôi, còn non đúng không? Ôi, thế gì còn bé không? Bốn tháng rồi. 4-5 tháng để lại cho một cái vết sẹo mà phải nói là bây giờ không có hết được các bác ạ, vết sẹo này. Vì là nhìn thấy nó to quá rồi. Ừ. Nó sâu quá rồi. Cái này mai càng lớn ấy, càng to ra. Ừ. Nó sẽ được cứng không? Cứng. À, cứng nó như kiểu là bị sao nó chết rồi. Bị chết. Đấy. Cái này bây giờ mà lấy dao cứa vào chắc cũng chặt đâu. Chắc là vẫn đâu, chẳng qua là nó thành cái sẹo thôi. Chết. Đấy, lớn lên thì người thì vẫn sống nhưng mà chỗ này thì chết rồi. lớn lên thì trên mặt thì có lại một cái khuôn
vết sẹo mà phải nói là khá là lớn. Vết sẹo này thì nếu mà đi mờ hết cái này mai mờ phải mong chúng mong là nó bị bờ hết thì là chứ không là sau này là không có xinh gái nữa đâu nhở. Đây là diện áo dài chuẩn bị đi chơi Tết ạ. Như Thuận thì mấy đứa đi chơi Tết thì có trò chơi dân gian gì không? Không, không phải là chỉ đi theo anh em đúng không? Thì nhưng mà hai anh em đi là nhớ phải trông coi là nhà cửa với lại vật nuôi của mình nhé. Mà em chơi ngay đây mà, ngay cái chỗ mà bằng bằng đấy. À, trên này đúng không? Thế thì đi là mình mấy cái đám hiện đấy. Mình cũng phải là để ý nhà cửa chứ không là sợ rằng là lại có kẻ gian hay là kẻ xấu người ta nó ghen ăn thức ở ấy. Người ta về người ta phá hoại nhà cửa của mình thì nó đến lúc mà khi mà nó xảy ra rồi thì mình lại khó tìm. Thực sự ra ở trên vùng cao bác này để mà lắp cam ấy, lắp cam thì nó cũng chỉ là một cái phần nào đấy thôi. Nhưng mà để mà người ta đã muốn rồi ấy, người ta lên cái công tơ ấy, người ta sập điện cái là coi như là không có luôn. Đấy, người ta cũng phải gọi là theo dõi mình bao lâu rồi, đổ tầm 3-4 hôm rồi. Nhưng mà xem là hôm đấy mà mình đi đâu vắng và làm gì đó lâu ấy, thì lúc đấy thì người ta mới ra tay và mới hành động được. Đấy, bây giờ thì thăm và trao quà cho hai anh em Hưng Thuận thì cháu Đức sẽ lại di chuyển lên trên nhà của ông ở trên này một chút. Thế thì hai anh em hôm nay thì sẽ ở nhà làm những việc gì hai anh em ấy? Hôm nay em ở nhà tí nữa đi lấy củi. Đi lấy củi để đốt bánh chưng à? Vâng. Cái nhà Hưng Thuận là hai anh em là khác gói bánh chưng đúng không? Vâng, hai anh em tự gói. Mà hai anh em gói thì ăn độ tầm là làm mấy cái bánh chưng? Tức độ mười mấy cái thôi là được rồi. Mười mấy cái gọi là mình làm để gọi là để trên bàn thờ đúng không? Thờ cũng là chứ ăn thì chả ăn nữa. Ăn thì bánh chưng thì mình kiểu ăn ra rồi đó. Thì khoảng ăn thôi. Nên ăn cơm thôi. Bánh chưng thì em chả lớn rồi, chỉ con thì ăn thôi. Nhưng Thuận này chắc là thích bánh chưng không? Thuận chả thích đâu. Chả không thích á? Không. Chả thấy ngon bao giờ. Dán như vậy chả ăn đâu. Có mình em. Thế Thuận là Tết là thích ăn cái gì? Kẹo hay là bánh? Kẹo. Kẹo hay à? Thế thì nếu mà Tết xuống thì anh mua kẹo cho Thuận nhá. Rồi. Đấy. Bây giờ thì chắc là cháu sẽ di chuyển lên trên nhà của ông bại liệt của bác ạ. Đấy, thế hai anh em ở nhà nhá. Bây giờ thì anh cũng đi lại anh xin phép nhá. Đấy, ở nhà nhá. Chỗ này thì cũng khá là thấp rồi nhở. Hôm nay thì chắc là độ tầm hơn là 1m6 một chút thôi các bác. Tại vì là vừa đến đầu của cháu Đức luôn. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã trao được hai phần quà cho ông Dũng với lại em Hưng Thuận thôi. Bây giờ thì tiếp tục là đi ra nhà của ông Bại Liệt các bác ạ. Con đường mà đi vào ông Bại Liệt thì chắc là cũng rất là quen thuộc các bác đâu. Ở đây thì không chỉ là một mình cháu Lực với mình, cả có cả em, có cả bạn Tình Hoa Cả Giang đấy. Ôi, chú đây cỏ đây à? Vâng. Chú mày như kiểu là cái chung thời xưa nhỉ chú nhỉ? Chú lên đây cỏ trâu hay trâu bò chứ? Trâu. Trâu à? Ông chú đi nhà ông cụ Bại Liệt không? Vâng. Rồi, thế cháu đi vào tí nhá. Con đường mà đi vào nhà của ông cụ các bác thì là có là bà con người ta đi qua con đường này này. Và đi qua nhà của ông cụ thì ra là
cả con đường đấy, nó mới không có cỏ thế đâu. Nên sau khi mà đi vào nhà ông thì đập vào mắt cô bác thì là một ngôi nhà phải nói là cực kỳ mà sụp sệt luôn cô bác ạ. Sau đó thì thứ hai thì nhìn thấy một cái cổ quan tài nó phải đang ông bắt đâu và cái hẻm ở đây mà đây thì có chú với lại cô nhắc lại cho không bao giờ chế mới nổ má lên tay chứ có vẻ như dạo này ông yếu hơn thì sao ấy anh nhỉ? Ông thì có vẻ là dạo này là yếu hơn rồi các bác ạ. Nhìn ông thì rất là tội khi mà mùa đông ấy, rất là lạnh lẽo. Có liên ra mà. Trời. Giấy vệ sinh của ông thì chắc là cũng hết rồi nhỉ anh nhỉ? Chưa biết được. Ngày hôm nay thì em lại còn à? Hôm nay lại mua thêm trong thêm một bịch nữa. Chào ông nhá. Hôm nay lại mua quà cho ông nhá. Mua quà Tết cho ông nhá. Đấy là mua thêm giấy này. Thêm là bánh kẹo. Ở đây thì không có minh chính thì thay là mua cho ông là ba cái là ba gói bánh kẹo luôn các bác ạ. Thì để trên bàn thờ của ông đấy, để cho khi mà gần đến Tết ấy, thì trên bàn thờ thì có một chút là bánh kẹo đấy, cộng thêm là cái thùng mì tôm nhé ông nhé. Thùng mì tôm thì là để ông ăn mì tôm nhá. Đây ở đây thì là ông thì vẫn còn gọi là còn tự động được một chút cô bác ạ, cho nên là ông tự nấu nước để mà pha. Để đây cho ông nhé. Để đây cho ông. Đây thêm là dầu rửa bát, rồi bát thì chắc là để sang nhà cô bên kia để mà cô rửa, để mà cô rửa bát cho cô bác ạ. Đấy. Và một chai dầu ăn đúng không nhé. Đấy, một chai dầu ăn này. Cái này thì bánh xà phòng thì anh khi nào mà tắm rửa cho ông ấy thì anh dùng chú dùng cái này nhá, cái này tắm cho ông nhá. Và thêm là một gói đường, đấy, gói đường này thì để ông pha uống nước hay là để ông bánh nữa đến khi mà có bánh chưng ấy, khi mà có bánh chưng ấy thì là chấm đường, chấm bánh chưng để ăn. Đây thì còn quên này mình trả lời. Đây vừa rồi cháu Lực cũng đã gửi phần quà tới cho ông hết rồi các bác ạ. Vâng. Ông làm mấy hôm nay có vẻ là ốm hơn đấy nhờ. Ốm thì cái chân này đau tí. À chân nó ông đau à? Đấy, có thể là đôi chân của ông ấy các bác ạ bị bại liệt mà, bại liệt từ rất là lâu cho nên là bị một chút là xương khớp của bác ạ. Đấy, đi lại thì chân của ông thì đi lại thì không đi lại được rồi. Đấy các bạn theo dõi những cái phim mà bạn Trình đưa lên hay là cháu Lực đưa lên thì cũng đã biết là hoàn cảnh của ông là bị bại liệt, là một mình ở một cái ngôi nhà mà phải nói là kỳ là đơn sơ. Thế là cháu của ông thì sắp về chưa? Chả không về đâu. Chưa à? Cái cháu thì có bỏ lại ông không? Không biết được à chú? Không biết. Ồ, thế là cháu của ông là chưa đi làm về đâu cô bác ạ? Đi lâu rồi. Đi lâu rồi, thế là Tết này thì ông sẽ lại phải các bác là chăm lo thôi nhỉ? Ừ, được. Các chú nên là tất cả bây giờ là nhờ các chú các bác hết ở đây thì hầu như là. Ô, nhưng mà ông có cháu thì con của ông thì là đi đâu rồi anh? Con á? Vâng. Không có con. Chú đâu? Chú không con. Thế sao lại cháu của ông thì là cháu nào nuôi? Mẹ. Vừa với mẹ vừa với thằng ông nó lấy chỗ khác. À là có nghĩa là không phải con của ông đúng không? Vâng. Là con riêng của vợ ông đúng không?
yếu anh đen cũng cần chút nữ dũng yếu cũng nhắc thôi anh đức anh đen à, thế là bây giờ cháu được mấy thực sự ra có bạn cháu được nghĩ là cháu ruột của ông nhưng mà không phải là con gọi là riêng đâu các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu cũng đã trao phần quà của chị Phạm Thúy Lan cho ông rồi, thì cháu được sẽ nói cho ai sẽ gửi cho ông nữa. Ở cái kia là cái căn cước công dân của ông hay sao nhỉ? À không phải à? Đấy, cái phần quà hôm nay là phần quà của chị là Phạm Thúy Lan, chị ở bên Hồng Kông ông nhá. Là gửi cho ông. Đấy, hôm nay thì cháu xuống thì cũng đã đem là ba phần quà, là một phần quà là cho ông, một phần quà là cho hai anh em Ân Thuận, một phần quà là cho ông Dùng ở bên kia nữa. Đây vừa rồi thì cháu đi nhà ông Dùng ấy thì ông Dùng cũng có kể rằng là ra đây là đun nước để cho ông đúng không? Anh có uống nước không? Anh để cho cháu. À không không, cháu thì cũng vừa uống ở dưới nhà Hưng Thuận lên rồi. Đấy, chỉ là lên thăm ông và trao phần quà cho ông thôi. Đấy. Và ông gửi một lời cảm ơn tới chị Phạm Thúy Lan nhé. Ông cứ nói đi ông. Ông bảo là tôi xin cảm ơn. Đấy là được rồi. Xin cảm ơn cháu. Ở đây thì là cháu chỉ là người mà trao phần quà cho ông thôi. Còn người mà gửi tiền cho ông để mà mua ấy, gửi quà ấy, thì là chị Phạm Thúy Lan ở bên Hồng Kông không ạ? Đây giờ đây thăm ông một chút và nếu nói chuyện với ông một chút thì cháu được không xé lại di chuyển là đi về đâu bác. Hôm nay thì mấy đến cuối năm thì cháu được cũng phải nói ở đây thì không phải là cháu được nói lên để mà cung để mà gọi là bận việc hay gì cả các bác ạ. Nhưng cuối năm thì hầu như là ai cũng rất là bận hơn thì không phải là chỉ ở dình mình cháu được cả phải xuống trao quà cho ông và trao những cái tấm lòng mà chị Phạm Thúy Lan gửi tặng cho tới những hoàn cảnh. Ở đây thì còn là một số quà nữa các bác nhé, còn là một số quà nữa của chị Phạm Thúy Lan thì là sẽ trao cho em Mạnh. Thì lúc nào mà cháu được đi xuống nhà em Mạnh ấy, thì cháu được sẽ đi xuống và trao cho em Mạnh sau. Ở đây thì mỗi phần quà mà cháu được đi mua thì là hết là 375.000 các bác nhé. Mỗi phần quà mà chia, mỗi phần quà mà đi từng hộ gia đình một ấy. Đấy, ông uống nước đi. Đấy, hôm nay thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Cháu được không xin được kết thúc ở đây đâu các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.